Ôi con cá này lạ quá cả nhà ơi. Cá gô mề, cái đầu trời giờ có cục gù nữa. Vô giỡn với tàu ngầm nè. Quá ngon. Vô 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 vô. Vô. Ý ý, xiết lên bờ mới được. Cả nhà ơi. Dạ, Thanh Vân kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Vân lại tiếp tục đi thăm lờ cá lóc. Lại là buổi chiều. Cái đầu hy vọng. Có mấy em cá sặc cà để dụ cá bự. Mà thấy ngẩng đầu ngẩng đít thì ngộ quá, nhún nhít hiện tượng. Coi nè, mình đâu có đặt cái lợn gì đấy. Ý rung kính luôn này nhé. Nhiều mánh để coi cá gì. Ý cá rô với cá chê. Chơi chung nữa mà ốm quá à. Cái chê này sao ốm dữ vậy ta, bỏ vô thùng đi lấy vía may mắn nè. Từ từ. Rồi vô giỡn với cá rô nè. Cái đuôi không còn nhận dạng được. Để vô thùng đi rồi tổng kết hết đi rồi mình tính. Cá rô tháng này cũng không mập ha. Em này chắc mới sinh xong. Mình đặt lại cái lò này rồi đi nữa thôi. Ở bên kia nghe tiếng nói chuyện, mình nhìn qua thấy hai ba cô chú gì đó đang đi rừng hay dao hay làm gãy gì đó, mình cũng không rành. Cái này lưng trước á, gì mình dính tỉ quái nè, chuyến này cũng vậy luôn. Quá ngon. Là mới vô em ấy tung bành cho nên là không có em cá sặc nào hết trơn. Mình bắt ở dưới này luôn đi, chơi máy vào đội. Quá ngon. Mình đặt lại cái lờ. Ý, lại là nhẫn bức nữa. Ủa vô đi. Quá sáng rồi. Cá sặc bự bự không à. Mình sẽ bắt một ít, còn một ít là để dụ cá bự nha. Ở đây cá sặc còn nhiều. Là cá lóc mà dính cá sặc.
Ủa kỳ ta, để mình kiểm tra coi rồi đặt lại. Nghiêng mà không dính. Cái này không biết đâu đây. Ê, dính nhất kìa. Không biết là tại nào mình có nhìn thấy hay không. Giờ chuyển mưa đó thôi à. Ê, hồi hộp. Ui, nó quận nè. Ý, thủy quái nữa rồi. Bả xá rồi, nằm dạt cái lò luôn. Ủa mà cá rô nữa. Mừng quá. Hôm nay thay đổi giờ đi thăm buổi chiều. Coi bộ chúng rồi đó. Nãy giờ cá lóc bự rồi nè, giờ gặp thủy quái nữa nè. Thủy quái cái lưng đen thui lực lưỡng nha. Ủa sao ông cá rô này ngộ vậy? Mình để cho em thủy quái vô thùng đi rồi mình sẽ cho em cá rô. Nhưng mình thấy con cá rô nhỏ ngộ ngộ rồi đó. Ê, thủy quái mạnh quá. Từ từ chế cho em vô thùng. Sao mà em vô dễ vậy? Ui. Không có gì làm khó được chế đâu em ơi. Mình nương cái hôm sợ gách đó. Ê, xong đỡ em thủy quái này ra khỏi cái hôm á, vất vả lắm nè. Tàu ngầm như thế này là bơi rất là nhanh, làm hang cũng cực giỏi, nặng lắm. Nãy giờ thành quả của mình được nhiêu đây rồi nè. Chưa hết lời nha. Được cá lóc bự nè. Cá chê và em. Đó, lẻ tay không thôi rồi. Trong đây còn cá nữa nè. Cá gô mề. Mơ cá sặc này mình sẽ đặt lại vụ cá bự. Ôi con cá này lạ quá cả nhà ơi. Cá gô mề cái đầu trời giờ có cục gù nữa. Vô giỡn với tàu ngầm nè. Nếu như mà mập thì cũng khá nặng đó, nhưng mà gì chắc ngồi mình sẽ thả đó, không có để sử dụng đâu. Ngộ quá ha cả nhà. Lần đầu tiên mình thấy được cá rô mà nó như thế này, hình dáng gì đó. Hôm nay bội thu. Nãy giờ mười mấy cái rồi đó. Cá chê, cá lóc bự. Cá này hy vọng có một em cá bự nữa coi. Cái bọt cá sặc nó ở trong cái lờ của mình luôn. Cá sặc mình sẽ cho vô thùng một ít, còn một ít là để đặt lại. Cá sặc bự bự rồi. Con khô là nhất cái nách kẹo kẹo á. Lâu lắm rồi mình không có dính rùa với lương ha, gắn cũng không luôn. Hy vọng cái này im im về dính rùa đi, mình phóng sinh liền. Ui cái cây nó vuột luôn rồi. Nè, để mình xem coi có gách lỗ nào và cá bự nó tẩu thoát không nha. Cái hiện tượng này là chắc vô cá bự nè. Rồi đúng rồi, gách nè. Cái này là vô cá bự rồi. Ôi mình có đem cái cuồng nhợ hên quá. Mình sẽ mai lại rồi đặt. Mấy con cá này không bắt đâu, để vụ cá bự. Ui nhúng nhích kìa. Có bị quan tưởng không?
Đúng rồi. Bị nhúng nhích đó là do cá sặc á. Nè, với một số ốc nữa, mình để cá sặc này dụ mấy cá bự đi. Ê. Chỉ mưa quá. Thấy bầu trời tối sầm. Vô. Ý ý, xiết lên bờ mới được. Cả nhà ơi. Luôn á là nó vùi rất là nhanh nha, mình xích lên trên. Không đi đường này đi. Hồi nãy mình mới cầu mong á là lâu rồi sao không chín rùa gắn lương. Chuyến này á là ước mơ thành sự thật. Thay đổi khung giờ chiều thăm lờ. Chỗ này rất là trúng mánh. Quá xá bự nặng. Chắc hẳn em này vô lâu rồi. Để coi em ấy đi đâu nha. Nè nè. Thấy không? Rõ ràng vùi không? Bởi vậy mình nhận dạng được em nói rồi. Mới đầu mình cũng tưởng gắn. Nhưng cố gắng trấn an sợ cả nhà mình giật mình. Ở dưới nước á, cũng không có nhìn thấy rõ. Tới chừng nhóm hết cái lờ là đem lên xiết để nó vùi nè, nó vùi rõ ràng thấy không? Vẫn tiếp tục vùi. Mình sẽ cho vô thùng mà vùi ha. Mừng quá. Đây. Ui. Đó. Hôm nay bội thù rồi. Mạnh. Trời ơi, sao hiện tượng gì cái gì? Một phát một là vô ngay trong cái hôm nữa, mình trong đó cái hôm nó nhỏ mà nó xẹp lại nữa mà vô luôn. Trùng hợp thôi không sao. Vô thùng đi em. Vô thùng. Rồi. Chút nữa xong hết luồng lò này mình sẽ đổ ra gỗ cho cả nhà coi cho rõ. Bây giờ đặt lại mấy cái sạc này dụ cá bự tiếp. Rồi nhìn nhìn. Không biết có luôn đây. Hy vọng dính cá bự. Ui không có ta. Thôi. Cái chỗ này á chưa có dính cá bự nào, mình giờ đi. Rồi đi lên trên cả nhà coi thành quả nha. Mình trúng mánh lại rồi. Vì hôm nay khá là bội thu. Đây. Cá bự lương. Rồi là thủy quái nữa nha. Còn lương ngon ghê. Cái em thủy quái để mình dùng tay mới được. Nè. Quả xả em thủy quái nè. Em luôn bự. Quả xả rồi. Đây. Em lương này rất là nặng nha. Cái lưng lực lưỡng. Quả xả ngon luôn. Ở dưới thì rất là vàng. Mình cầm như thế này là chắc chắn nhất. Đây cả lóc bự nè. Bây giờ là mình trúng lại rồi. Đây. Cho em lau kiến vô đây. Trở lại với cá rô đặc biệt ngày hôm nay. Sao mà ốm dữ gì nè. Chế sẽ cho em về. Để mà cho em có thức ăn em mập lại nha. Cái đầu trời giờ chắc là sau khi sinh đó. Mình sẽ thả ngay sau lưng luôn.
Vào đây đi em, ngoan. Rồi, mình cho em cá rô này xuống đây. Bên kia là bức tường quân đội, rất là cao. Đây, thành quả hôm nay mình quả xá trúng luôn. Cái em lươn này vô mấy hôm rồi, cái mỏ hơi chạy nhưng còn quẩy rất là quẩy luôn. Thật sự ra là mình cũng muốn đi săn bắt những cái phương tiện khác, nhưng mà có một số cô chú anh chị khác hỏi á, nhưng mà mình cũng muốn lắm, không có đi đánh bắt bằng phương tiện khác được. Tại vì mình đi vô sâu trong rừng rậm á, thì chỉ có thích hợp đặt lờ giăng lưới. Đây, em cá lóc này cũng khá là nặng, ú ì luôn nha. Thành quả hôm nay á, là có cá chê nữa. Cá chê này á, thì nó vô á, được dẫn với cá rô, cho nên nó là cái đuôi nó hơi chạy chụa rồi nè. Vô trong rừng á, có một số á, là mình thấy có vớn nữa, nhưng mà mình á, là phụ nữ không có đặt vớn được. Tại vì á, đặt vớn á, là phải lội bự, rồi cái vớn mình không có kéo nổi, nên á, là mình đặt lờ khá là nhiều luôn. Không có muốn, không có được đi chỗ khác đánh bắt, tại vì bây giờ kiếm chỗ mà đi đánh bắt thì rất là khó. Mong cả nhà yêu thương ủng hộ thân dân dân cảm ơn rất là nhiều. Mình thì bây giờ chỉ biết đặt lờ thôi, thì mình cũng có mấy cái luồng lờ lận hôm nay thăm thì cũng khá là trúng luôn. Dạ, đến đây thì thân dân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ trúng rất là nhiều. Dạ, thân dân kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui, thật